Xin chào các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây là công tắc Brobling TC2. Đây là loại hình vuông và có hai cái công nút công tắc. Ở đây thì mình xin phép hướng dẫn các bạn là cách kết nối cái công tắc này vào trong cái phần mềm ạ. Đây mình thử. Đây, tắt. Các bạn có thể nhìn thấy là buổi tối thì công tắc có màu sáng rất là nổi bật. Mình có thể biết là vị trí đèn. Để kết nối thì đầu tiên mình mở phần mềm ạ. Đây, mình chọn là thêm này. Device. Các bạn chọn là switch. Đây là công tắc là TC22. Công tắc này thì được kết nối qua điều khiển trung tâm ạ. Đây thì có phòng mới thì mình sẽ thêm một cái phòng vào. Đây là tên công tắc. Ok. Trước khi mà kết nối cái công tắc này vào thì trước khi nhấn go to bear thì các bạn để ý một chút ạ. Mình sẽ giữ chặt cái phím này. Đấy, các bạn nhìn thấy á, đang đèn nhấp nháy á. Khi mà nhấp nháy thì ok, mở vào phần mềm và go to bear. Đấy, các bạn thấy. Các bạn để ý là đèn nó phải sáng bật và sạc bật. Nếu mà ta tắt thì nó bật lên, hoặc đang bật thì nó tắt đi. Nếu mà các bạn thấy như thế là ok ạ. Đấy, như vậy là các bạn có thể nối công tắc vào. Ở đây thì mình có thể là kết nối, dụ như chẳng hạn như là đèn này. Đèn. Đây là tên switch 2. Mình có hai công tắc thì mình đây, các bạn thể điều khiển on off hoặc là tắt và tất cả này và bật cả. Ok, rất là đơn giản đấy. Các bạn nhìn qua công tắc này. Đây là chữ Portland TC2.